Chào mấy bạn ha. Chào mấy bạn đang tìm hiểu về cây quanh visa. Thì hôm nay mình làm clip mình nói về khám sức khỏe và chích ngừa. Thật sự bữa hôm mình đã chia sẻ cái trình tự của cây quanh visa là các bước phải chuẩn bị như thế nào. Thì khám sức khỏe và chích ngừa đó là hai bước của cây quanh visa, hay là đại loại những cái visa nào ở Mỹ cũng có chích ngừa và khám sức khỏe hết. Thì có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình đó, chị ơi là khám sức khỏe cần những cái giấy tờ gì và thủ tục như thế nào. Nhiều bạn hỏi mình quá nên mình làm clip mình chia sẻ cho mấy bạn đi sau học hỏi ha. Thì khi các bạn đã tìm hiểu đó, thì khám chích ngừa đó là cái bước tiếp theo các bạn cần phải làm sau khi mà các bạn có lịch hẹn phỏng vấn. Thường thường cứ có lịch hẹn phỏng vấn ở lãnh sự quán á, hồi mình đi đặt lịch hẹn phỏng vấn là tháng 11 đặt lịch hẹn và tới tháng 12 mình mới được phỏng vấn ha. Có nghĩa là các bạn có 4 tuần để chuẩn bị, có nghĩa là khám sức khỏe và chích ngừa và những cái giấy tờ cần thiết cho cái chuyện cây quanh visa. Thì cái việc khám sức khỏe mình đi nói sâu hơn và cụ thể hơn cái chuyện khám sức khỏe. Thì khám sức khỏe thì các bạn muốn khám thì các bạn phải có cái lịch hẹn phỏng vấn rồi ha. Cái lịch hẹn trên tay mình rồi đó, thì các bạn phải điện lên tổng đài 081080 để lấy lịch hẹn và cái ngày nào mình để mình đi khám sức khỏe. Thì khi mình điện lên thì mình cung cấp cho họ là ngày tháng, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, mã số hồ sơ của mình, thì mình nói là cái mã số hồ sơ đó là cái gì, có nghĩa là HCM năm nay là 2017, như 6 số sau nữa là 789035 gì đó. Còn nếu mà 2018 là HCM 2018 789035 gì đó. Đó là thí dụ cái mã số hồ sơ họ cần cái đó. Thì khi họ sẽ cho bạn cái số thứ tự của cái để đi khám sức khỏe và cái cho mình cái giờ giấc để mình đi khám sức khỏe ha. Thì đó là các bạn phải đặt lịch hẹn để được khám sức khỏe. Thì mình nói sâu hơn là những cái giấy tờ mình cần đem theo để đi khám sức khỏe là gì. Thì thứ nhất là các bạn cầm theo passport ha, thì các bạn photo cho mình hai bản passport đi ha, còn với lại lịch hẹn phỏng vấn thì các bạn cũng cầm theo cho mình hai bản ha. Đó là cái lịch hẹn phỏng vấn các bạn photo cả hai bản cho mình luôn, rồi xong mà các bạn phải ghi ra cái tên tuổi của ông xã ha, ngày tháng năm sinh, rồi địa chỉ ông xã ở bên Mỹ là ở chỗ nào, rồi kèm theo số điện thoại luôn ha. Thì đó là những giấy tờ rồi, nếu mà của cây quanh visa mình đã làm ha. Thì hình thì các bạn không có cần mang hình, tại vì ở trong phòng khám của bên khám sức khỏe xuất nhập cảnh người ta sẽ có chụp hình cho mình luôn. Thì mình nói trình tự là khi các bạn hôm đó thì các bạn đi vô khám sức khỏe ha, thì trước khi vô thì các bạn sẽ lấy cái tờ form điền đầy đủ tên thông tin của mình ha, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, gì mã số hồ sơ đồ này nọ, số thứ tự gì đó, điền xong các bạn ngồi đó chờ đến khi mà y tá rồi người ta gọi tên mình thì người ta làm một cái hồ sơ cho mình để mình được đi khám sức khỏe. Thì là làm xong cái hồ sơ đó các bạn sẽ đi vô phía trong đó là vô phòng, đó là mình chụp hình ha. Thì hôm đó mình sẽ chụp hình xong thì các bạn sẽ đi qua đóng tiền, qua cái khâu đóng tiền, đóng tiền không các bạn đi ra ngoài thì các bạn sẽ đi qua đo chiều cao với lại cân nặng của mình ha. Đo chiều cao cân nặng xong là các bước tiếp theo nữa là các bạn đi vô cái phòng để thay áo và ngồi chờ chụp hình phổi ha. Mình thay áo mình đang mặc mà mình mặc cái áo ở trong cái phòng khám để mình chụp hình phổi. Chụp hình phổi xong nó cũng nhanh thôi, rồi xong các bạn trở ra lại, rồi các bạn thay đồ mình vô, xong các bạn đi qua cái phòng kế tiếp đó là lấy nước tiểu ha. Lấy nước tiểu của mình, lấy xong nước tiểu thì các bạn tới cái khâu nữa là lấy máu, xét nghiệm máu, người ta rút máu của mình ha. Rút xong rồi người ta cho các bạn cái số thứ tự để đi lên lầu 2. Lên lầu 2 là các bạn ngồi cái phòng chờ nào mà có gần cái số thứ tự của mình nhất, nó sẽ hiện trên bảng điện tử, các bạn chú ý ha. Thì nhiều bạn hỏi mình, chị ơi khám sức khỏe phải cởi đồ này kia nọ, em thấy lo lắng quá. Thật sự cái này nó cũng đơn giản thôi, để mình nói kinh nghiệm của mình. Thì khi sắm sức khỏe các bạn lên lầu 2, trước khi ngồi chờ ở ngoài băng ghế, thì khi vô cái phòng đó thì các bạn, người ta y tá yêu cầu các bạn là thay đồ ha, thay đồ mà mặc đồ ở trong của phòng khám thôi, mặc cái áo rộng ha, mình không mặc áo trong, mình thay đồ ra hết, xong rồi sau đó thì ngồi đến lượt mình để cho y tá bác sĩ kiểm tra mình á, là người ta coi cái thân thể mình coi có mổ hay xẻ hay gì không, hay là đã từng nằm bệnh viện gì đó, người ta coi, đó là cái quy tắc và cái quy trình làm việc của y tá
hay là bác sĩ ở đó thôi. Mình thấy nó cũng đơn giản, không có gì đâu. Thì người ta hỏi mình à, nằm bệnh viện chưa và nằm khi nào, và sau đó cái đó là sau nằm bệnh viện đã từng có những cái bệnh gì chưa, thì mình không có, mình trả lời không có, nó cũng dễ dàng thôi, không có gì đâu, cũng cũng đừng có quá là lo lắng ha. Khám xong cái phần đó thì các bạn cầm giấy ra ngồi chờ đến khi mà gọi tên kết quả, người ta nói cái hồ sơ khám sức khỏe mình sẽ gửi về nhà, thì người ta thông báo là cái diện cây quanh visa thì em không có cần chích ngừa ha, thì người ta sẽ nói vậy cho mình luôn. Nhưng mà có nhiều người á, người ta tự tìm hiểu, người ta chích, người ta cầm giấy giấy vàng qua luôn cũng ok, không sao hết. Thì cái đó mình để lát mình nói tiếp nè. Rồi xong rồi người ta sẽ gửi cái giấy, cái hồ sơ khám sức khỏe mình về nhà, mình đăng ký địa chỉ đó, mình gửi về nhà luôn cho mình ha. Thì khám xong rồi người ta sẽ kêu các bạn lại cái dịch vụ chuyển phát sanh cái hồ sơ của mình về nhà, về cái địa chỉ nhà của mình. Đó là xong quy trình khám sức khỏe của mình ha. Thì nó cũng dễ thôi, không có gì là khó hết. Thì cái bước nữa là mình nói cái về về cái việc chích ngừa. Thì cây quanh visa thì người ta nói không cần chích ngừa, thật sự là không cần chích ngừa thiệt, tại vì y tá đâu nó cũng nói không chích ngừa, nhưng mà mình kêu các bạn là chích đi. Tại vì sao? Tại vì khi mà các bạn chích á, thì cái giấy đó cầm qua bên đây để các bạn làm hồ sơ thẻ xanh ha, làm hồ sơ thẻ xanh bằng cái giấy đó, mình không cần phải điền ai 693 ha, mình có cái giấy màu vàng chích ngừa đó là được rồi. Thì mình nói về cái cụ thể về việc chích ngừa. Chích ngừa thì các bạn cũng phải đặt lịch hẹn ở tổng đài 108 1080 luôn, cũng lấy cái lịch hẹn lên lên ngày giờ gì đó để lên chích ha, tên tuổi của mình. Rồi mình đi lên tới số 40 đường Nguyễn Văn Chỗi á, thì các bạn vô buổi sáng đúng không, các bạn lại cái quầy mà có cái quầy tư vấn đó, người ta đưa cho mình cái phiếu, mình điền thông tin rồi, điền xong rồi người ta cho mình cái số thứ tự ha, số thứ tự xong rồi mình ngồi đó mình chờ chờ đến khi gọi tên, thì mình sẽ vô được gặp bác sĩ hay y tá gì đó, họ tư vấn em đi định cư hay này kia nọ gì á, em có chích này kia nọ gì chưa, là người ta tư vấn cho mình. Nói chưa thì người ta sẽ ghi vô những cái mũi mình cần chích là những mũi gì, thì sau đó các bạn ra ngồi chờ nữa, chờ để đóng tiền. Nhưng những cái mũi mình sẽ chích, đóng tiền xong các bạn sẽ đi lên lầu, lên lầu nó cũng một phần nữa là nó lấy máu mình nữa, lấy máu xong là xuống lầu mình vô phòng đó mình chích, hình như là chích 2 mũi. Chích 2 mũi xong các bạn đi ra cái quầy hồi nãy, ngồi lại chờ để kết quả, ngồi lại để lấy cái kết quả từ cái người mà mình lấy cái form đầu tiên á, mình từ cái người mà mình lấy form đầu tiên để mình làm cái mình viết cái hồ sơ của mình á, mình ngồi đó chờ để người ta gọi tên mình để cái lấy cái giấy vàng đó đi về ha. Rồi đó là lần một. Lần hai thì các bạn cũng hẹn luôn, tùy người ta hẹn mình, lần hai ngày nào mình thấy được thì mình lên thôi. Trong cái ngày mình trước khi mình đi Mỹ đó mình cứ chích, thì trước khi phỏng vấn sau khi phỏng vấn thì cũng được hết. Thì lần hai các bạn cũng đặt lịch hẹn ha, đặt lịch hẹn ở 1080 ha, thì cũng y như vậy, mình đã có giấy rồi thì mình lại ngồi chờ lần một cũng như lần hai, mình chờ chích xong rồi mình chờ lấy giấy về, đó là xong cái việc chích ngừa, và cái việc chích ngừa mình đã xong ha. Mình cầm giấy về để mai mốt qua đây qua Mỹ để mình làm giấy tờ cho nó dễ ha. Thì đây là những cái chia sẻ của mình về cái khám sức khỏe và chích ngừa cho mấy bạn mà tìm hiểu về cây banh visa ha. Thì nếu mà các bạn muốn làm hồ sơ thì tìm hiểu là coi clip của mình sẽ biết làm như thế nào thôi. Thì đây là một số thắc mắc mình giải đáp cho mấy bạn mà thường xuyên hỏi mình quá, nên mình làm clip thôi ha. Thì đây là những gì mình chia sẻ. Nếu mà các bạn mà còn có những gì mình cảm thấy thắc mắc nữa muốn hỏi thì cứ comment cho mình ha, tìm vào Facebook của mình hay là fanpage của mình gì đó, hỏi mình sẽ tư vấn cho mấy bạn hết. Tại vì hồ sơ mình cũng mới đây nên có nhiều cái mình biết, với lại hồ sơ mình tự làm nên mình có nhiều cái hiểu, mình sẽ trả lời cho mấy bạn ha. Thì đây là những gì mình chia sẻ cho mấy bạn, thì mong mấy bạn đi sau á, sẽ làm nó dễ dàng hơn. Tại vì mình làm là mình tự làm và mình không có biết hỏi ai. Nhưng bây giờ mình muốn làm clip là chia sẻ giúp đỡ cho mấy bạn đi sau á, không hiểu được và phải biết mình phải làm gì ha. Ok, đó là những lời mình chia sẻ cho mấy bạn. Có gì thì mình sẽ chia sẻ sau ha. Cảm ơn mấy bạn đã lắng nghe ha. Bye bye.